Xế hộp sang trọng luôn là một trong những tiêu chí đánh giá sự giàu có và độ chịu trở các sao Việt. Họ không tiếc tay chi ra hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ để tậu về cho mình những chiếc xe sang đến từ các thương hiệu siêu xe nổi tiếng nhằm thỏa mãn thú chơi xe của mình. Bên cạnh những cái tên tay chơi quen thuộc, nhiều tên tuổi trẻ của showbiz Việt cũng dần nhập cuộc. Dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Sơn Tùng MTP, chủ tịch công ty MTP Entertainment đã khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi khối tài sản gồm căn hộ cao cấp, xế hộp tiền tỷ, đồ hiệu đắt tiền. Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng Sơn Tùng MTP lại khá kín tiếng trong việc chơi xe, thú chơi mà giới thượng lưu ít khi bỏ qua. Hiếm khi nào các fan của chàng ca sĩ em của ngày hôm qua khoe một mẫu siêu xe hay xe sang nào. Mẫu xe duy nhất gắn liền với Sơn Tùng MTP mà đồng nghiệp hay người hâm mộ biết đến đó chính là chiếc Range Rover Evoque. Chiếc xe có giá niêm yết là 2 tỷ 749 triệu đồng được Sơn Tùng mua vào năm 2016. Chia sẻ về chiếc Range Rover Evoque, Sơn Tùng MTP chia sẻ: "Thực tế, mục đích mua xe hơi là để đi diễn cho đỡ mưa nắng hoặc làm các dự án âm nhạc khác mà thôi." Giọng ca gốc Thái Bình cũng thành thực cho biết mình có đủ tiền mua xe hơi là nhờ có bố giữ hộ tiền. Quang Hà là cái tên không còn xa lạ đối với thế hệ 8X, 9X. Anh sở hữu cho mình khối tài sản không thua kém gì các đồng nghiệp trong làng showbiz. Nhân dịp lần sinh nhật thứ 37 của mình, giọng ca này đã tậu cho mình chiếc xế hộp trị giá 6 tỷ 600 triệu đồng đến từ thương hiệu xe hơi hạng sang bậc nhất thế giới, Mercedes-Benz S500. Quang Hà gần như là người đầu tiên trong làng giải trí chọn mua mẫu sedan hạng sang này làm người bạn đồng hành. Việc tậu S500 cũng giúp ca sĩ ngỡ chính thức gia nhập vào câu lạc bộ những người nổi tiếng của hãng xe Mercedes-Benz cùng với những đồng nghiệp của mình. Trong số các dàn sao hạng A của V-pop ở thời điểm hiện tại, Đông Nhi là cái tên chưa bao giờ hết hot, đặc biệt là sau đám cưới cổ tích của cô với ông Cao Thắng cùng chuyện tình đẹp gắn bó cả thập kỷ của hai người. Cũng chẳng lạ gì khi mà hai ca sĩ này lựa chọn một chiếc Audi R8 V10 Plus khi mà Đông Nhi hiện đang là đại sứ của thương hiệu hãng xe Đức này. Đây chính là siêu xe R8 từng xuất hiện tại sự kiện Audi Broship 2018 cũng như VIMS 2016. Trước đó, Đông Nhi từng sở hữu cho mình chiếc xe khác trị giá gần 4 tỷ đồng. Không chỉ được biết đến với danh xưng Nữ Hoàng Nội Y của Việt Nam, mà Ngọc Trinh còn được biết đến là cô nàng chịu chơi nhất của giới showbiz Việt. Nắm trong tay nhà lầu, xe hơi, đồ hiệu cao cấp, thương hiệu thời trang và trung tâm làm đẹp mang chính tên của mình. Cùng với đó là hàng loạt những video đập hộp tranh xả trên kênh YouTube riêng. Tất cả đã nói lên sự giàu có của người đẹp này. Người đẹp từng tự hào chia sẻ, "Tôi là một cô gái lấy có làm đủ, lấy đủ làm hạnh phúc. Những điều mong muốn tôi đều có được, tôi chẳng muốn gì hơn." Ngoài những bộ sưu tập hàng hiệu đắt tiền, cô nàng cũng sở hữu cho mình một bộ sưu tập xế hộp đắt đỏ hàng chục tỷ đồng. Đặc biệt nhất phải kể đến chiếc Mercedes-Benz Maybach S500 trị giá gần 12 tỷ đồng của cô. Mới đây nhất trên trang Facebook cá nhân của mình, Nữ Hoàng Nội Y Ngọc Trinh bất ngờ khoe chiếc Mercedes-Benz S500 đẹp long lanh sau khi cô xuống tiền độ lại, dàn áo và tân trang lại nội thất cho xế yêu của mình. Quả thực, để mà nói tới độ chịu chơi, Ngọc Trinh không bao giờ chịu thua kém bất kỳ một ai. Một cái tên quen thuộc khác đó chính là giọng ca Tìm Lại Bầu Trời, tay chơi tốc độ Hà Thành. Không chỉ vậy, bộ sưu tập của anh chàng còn một loạt xế hộp khủng và mới nhất là chiếc Ferrari 488 GTB trị giá gần 14 tỷ đồng. Cụ thể, nam ca sĩ Tuấn Hưng đã khiến cho cộng đồng mạng được fan choáng váng với việc khoe mới tậu chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB. "Chào em đẹp trai phết đấy, mời em về đội của anh," là những gì Tuấn Hưng viết khi khoe ảnh siêu xe mới trên trang Facebook của mình. Chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB của Tuấn Hưng được sơn ngoại thất màu đỏ rực ấn tượng. Với sự góp mặt của ngựa chiến Ferrari 488 GTB khiến cho bộ sưu tập xe của Tuấn Hưng ngày càng trở nên phong phú hơn. Được biết đến là một trong những ca sĩ có mức cắt xê khủng của giới showbiz Việt. Bởi thế, việc Đàm Vĩnh Hưng sở hữu cho mình một khối lượng tài sản khổng lồ là điều khó tránh khỏi. Bất động sản, các công ty kinh doanh, kho hàng hiệu đắt tiền là vô vàn những tài sản mà anh đang sở hữu. Anh nổi tiếng với độ chịu chi của mình khi sẵn sàng bỏ ra cả tỷ đồng để thỏa mãn thú vui sưu tập hàng hiệu của mình và nhất định không thể bỏ qua bộ sưu tập xế hộp của Mr. Đàm. Trong đó, đắt giá nhất chính là chiếc Rolls Royce được mạ vàng trị giá lên tới 40 tỷ đồng. Được biết, chiếc Rolls Royce là phiên bản độc quyền dành cho thị trường Việt Nam với số lượng sản xuất chỉ duy nhất một chiếc xe trên toàn thế giới. Sánh ngang với độ nổi tiếng
về tài năng của các sao thì quả thực độ chịu chơi của họ cũng không kém chút nào. Cùng chờ đón xem trong thời gian tới sẽ có ngôi sao nào tiếp tục gia nhập vào danh sách những ngôi sao sở hữu siêu xe của làng giải trí Việt Nam. Web Vision, thương hiệu camera hành trình số 1 Việt Nam.